Trên khói hương này xin mẫu ngự chứng nghi minh con trẻ tất đồng thành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Lạy Phật từ bi cụ thế đem đạo lành phổ tế chúng sanh. Luân hồi khổ nào triền miên mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm. Kính lại pháp nguồn ân chưa trả, nếu quang minh mô tả rõ ràng. Vì đời lắm kẻ lầm than, nên thuyền bát nhã sẵn sàng đợi đưa. Kính lại tăng là người chỉ cả thay thế tôn hoằng quá đạo màu. Vô minh nên mới lo âu, rồi đường cứu khổ vẫn như đường chúng sinh. Con nhất tâm đảnh lễ cầu hoàng mẫu cứu độ chúng sinh. Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh. Nam mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh. Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh. Thành tâm kính ni màu ngọn linh đăng soi thấu mười phương, điện quang tỏ ánh chiêu dương, cầu xin từ màu tây phương chính đàng. Mẹ giang thế độ an non nước, điển quyền linh ban phước vạn dân. Nguồn thương sầu đồng bấn khoăn, nhìn đăng ý lòng tướng mẹ gần bên con. Tình thêm tay quyền diệu ứng linh, bút cơ mẹ thảo tâm kinh, lời châu ghép lại tâm tình mẫu thương.
nhìn biển cả trùng dương nước biết nga tiếng khổ sầu ta thiết lòng đau mẹ trong từng lượng sống nào bao nhiêu sống y lượng nghẹn ngào bấy cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ quá mẹ sáng khai quá độ khắp nơi núi sông vũ trụ đất trời chính y do hoàng mẫu tạo đời con trẻ nguyện sớm chiều tu học ngày lẫn đêm lo kiểm hành con dân đăng mẹ chứng lòng son dạng dân bá tánh nước non thanh bình ngày kỷ niệm trăng mười thập bát gió đông về ngào ngát nguồn thương chốn trần trẻ dài dân hương thành cầu từ mẫu tây phương chính đàn dân chén hương lời vàng cung kính tiếng trẻ khờ nguyện thỉnh từ tôn lời cầu giọng thấu cung tim nơi tây dương mẫu diệu quyền chứng minh mẹ thương con thâm tình muôn thuở đạo hoằng truyền rộng mở khắp nơi gắn tu thó tục xa đời quê tiên chốn cũ là nơi trở về nhìn quán cầm sơn khê non nước cõi giới ba hưởng phước mẹ ban chính do hoàng mẫu thánh y an độ cho sinh y chúng y một đàn chánh tu làng khói bạc ngút màu bay tỏ tâm hương thành hiện rõ diêu cung đại hương mẹ ngự không trong thức tâm y kẻ thế soi chung gương hiền tam nhật mậu có xiên bái mậu tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương con quỳ dâng nén tâm hương lại mẹ phủ đức thập phương an lành
nhìn làng khói trầm hương bay tỏ nhớ mẹ hiền lạy nhỏ dòng cháu đàn con tha thiết nguyện cầu mẫu từ phủ điện nhiệm màu chứng nghi minh chốn trần miền cung nghinh đại lễ kỷ niệm ngày giáng thế từ tôn thương tận mẹ phủ càng khôn chiến khai quần đạo pháp ma môn hành từ đọc kinh mẫu lòng như sao xuyên gửi tâm thầm thầm viên mẫu thân chuông chùa vang tiếng xa ngân chạnh lòng con trẻ tuôn dòng lễ xa khói hương trầm thi tha theo gió án mây lành hiện rõ quyền di con nguyện kiếp kiếp tu trì nương về theo bóng từ bi màu hoàng cầu lĩnh mẹ chỉnh an đón nước điển mẫu từ ban phước chúng sinh trần gian biết nẻo tu hành nhờ đèn trí huệ phúc lành mẹ ban tầm chánh giác đạo vàng rực rỡ hạt bồ đề nảy nở rừng cây am tiền nói nghiệp than mây điện thiền mẹ chân nhật nay kinh đàn quá tươi thắm kính nghi dân từ mẫu gió hương lầm nhẹ thổi mười phương dập đầu lại mẹ xót thương chứng lòng con trẻ cúng dường dân qua lời giảng cầu thiết tha ai quên chốn dương trần tở an phù dân chúng sinh đi đau khổ vô ngần thầm tâm mi lại mẹ gọi lần tối xưa ngày kỷ
màu sớm trưa bay màu, tiếng chân thành vọng câu diêu cung gánh tu nội chi ba tùng bồ đề hành y nguyện thơm chung hương lành. Điện quyền linh y phủ quanh y bao khắp mê, nhớ mẫu hiền con chấp tay cầu. Lại mẹ đổ hết năm châu, cầu xin y sanh y chúng sớm hầu di cung. Người dưới thế hiếu trung trọn dư, hồi lòng qua mẫu tử tương phùng. Hương lành thơm ngát lạ lùng, bồ đề rõ nở tại cung diêu trì. Quá thơm ngát con quỳ dân lệ, lại mẫu thương gian thế chứng minh. Tai ngà dân y đó qua sinh, thỉnh cầu mẹ giáng điện linh chứng ngư đàn. Quả tươi xanh tâm thầm cung kính, tiếng trẻ khờ nguyện thành từ tôn. Điện linh y phủ khắp càn khôn, triển khai đại đạo tiếng ngư đồn vang xa. Tụng kinh mẫu gia gia an ổn, mẹ giáng trần hỗn độn sơ khai. Lời châu ghi lại trần ai, là do quyết mạch phi tài từ tôn. Quái linh y mẫu bao gồm vũ trụ, dưỡng nuôi con ấp bơ thủ điển thiên. Phước tài lộc thọ triền miên, dân lành nước thành nhà yên thanh bình. Tam nhật mẫu trì kinh địa màu, chúng sinh đều sâu đòi nhàn thanh. Mùa màng sung tốt tươi xanh, quả quả thơm ngát hương lành từ bi.
sự kỷ niệm ngày mẹ ngự không trung, dập đầu bái tạ dương cung, độ an sanh chúng tao vùng long hoa. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ, dân quả tươi thỉnh mẹ chứng tri, dập đầu lại đức diêu trì, điển linh mẹ phụ cứu nguy dân lầm. Đã trình lễ lục cúng, giờ đây quý vị hướng về tôn tượng diêu trì Phật mẫu, thành tâm tụng kinh
địa mẫu chân kinh. Phổ hương trung nơi huyện thành cô, tình thêm tây miêu cổ ứng linh, thượng tầng tỏ ánh quang minh, chim loan mẫu gỡ truyền kinh sanh. Kim ngôn mẹ đây lời mạch huyết, đức từ tôn tha thiết khuyên con, hiếu trùng giữ dẹn cho tròn, mẹ hiền phú điện bảo toàn chúng sanh. Nhật mẫu thành tâm y kính mẫu, tâm lòng son dòng y thấu diêu cung, gia gia xâm y hợp trùng phùng, dân ngàn quốc thôi hưởng chung thanh bình. Mùa màng được tươi xinh sung túc, mẹ đổ con từng phút từng giây, núi sông vũ trụ đó đây, chính do hoàng mẫu dựng gầy tạo phân rõ tâm chân kinh, mẹ tỏ lời châu quần khai đại đạo nhiệm màu, quá xanh đi bốn biển năm châu tươi nhuận. Phật mẫu ngự thượng tình độ thế, điện chân linh phước huệ rải ban, tâm kinh ni mẫu dạy rõ ràng, con làm hiếu thảo đàn tràn cung. Phước lộc thọ hiển vinh do màu, trọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên, dân nghi an nước thành nhà yên, lời châu mẫu dạy gắn chuyên tu cày. Thơ ngâm diệu quyền di cơ bút, mẹ chuyển kinh dưỡng dục chúng sinh, xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu quá xanh muôn loài. Chân linh
tượng bằng máu ngự phương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh ni tâm quyết, khi âm dương hiệp hội cùng nhau. Mưa hòa gió thuận tươi màu, quá xanh nhân loại ngạc ngào chân thân. Chẳng ngừng quá quá xa
sinh sinh, thiên can thường chuyển dần hành địa chi. Thần giới khi tụ vì thai thân, mẹ cứu mang cầm ni cấm thập niên, tình thâm y mẫu tử thiên liên, mười thu đúng y nhật chia riêng què hào. Ba trăm bốn tẻ ra các hào, trong bát nghi quay phân vào tam hương, tám mi quả do mỗi hương định ra, sáu hào một quẻ đó là ba trăm tám bốn tẻ ra các hào. Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng, thập niên trường chuyển dụng thánh thai, minh quân xuất thế trần ai, sáu vị thiên tử phi tài quyền quang. Mẹ phán vua thiên hoàng con trưởng ơi, đến địa hoàng mẹ thượng nhân hoàng tam đệ thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua phục hy ngày hay biên qua, bát quái phân phát quả hiển linh, chỉ rằm tam hương thanh thanh, âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Vua thần nông phi tài ngũ cốc, sắc lình gieo châu ngọc khắp nơi, đó là hạt giống của trời, sanh ra lúa gạo giúp đời an khương. Vua yên viên tạo ban nghi phục, đêm ấm nghi no hạnh phúc vạn dân. Lưu truyền cơm áo chôn trần, để cho người thế thân tâm thanh nhàn. Vũ trụ do mẫu hoàng sức phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên. Thượng tầng bao phủ điện thiên, chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh nghi nước biếc,
khắp mi bốn mùa tám tiết trở xây. Gió ngàn có lượng tầng mây, quá xanh đi nhân loại cỏ cây thu cầm. Có ngủ nhạc bóng trầm ngân trời, khắp mi muôn nước từ màu dương xanh. Các đời dương đế đại dâm, từ trong thân y mẫu trưởng thầm mà ra. Danh lam có năm tòa thắng cảnh, chốn lâm sơn tiết lạnh sương rơi. Có cây cổ thụ sống đời, sắc dân trăm họ do nơi mẫu hoàng. Năm giống y lúa tươi xanh y dung dường, sao thứ gạo dành thưởng nhân sinh. Nhân dân no ấm hiển vinh, sống nhờ điển mẹ quyền linh phù đầy. Khi lìa thế gọi thay thân màu, sự hoa xanh dời đổi vô thường. Thân mẹ là chỗ dựa nương, từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn. Nào châu quận thôn làng tình quyền, kìa lâu đài cung điện uy nga. Am chùa quan xa lập ra, hiền thần tiên thánh ni mẹ đà thưởng phân. Phật nghi đắc kim thân do màu, có trân y châu bù ngọc đó đây. Thiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành. Lõi kim khi bạc vàng quý bao, tất cả do mẫu tạo xuất nghi ra. Dương hầu giảng quốc nghi gia gia, cũng do lệnh nghi mẹ ban ra tôn sùng. Người dưới thế hiếu trung hưởng phước, điển quyền linh ni sao trước mẹ ban. Dân an quốc thời thanh ni nhàn, để dưỡng cùng cảnh ni mẫu hoàng từ tôn. Nước nào bị dập dồn chinh chiến, cũng do nơi mẫu chuyển phạt hành.
vậy ai nào biết đến danh quyền linh quang điển mẹ dành đó đây. Có tạo thành lạnh the lụa dài, còn quả cây hoa rau cải trái cây, nào là chua ngọt nghi đắng cay, lúa ăn thuốc uống rừng cây ai tương. Hàm ớt hẻ gần đường tiêu tỏi, khắp nhân sinh nay khỏi bệnh đau. Hoa xanh ni linh dược nhiệm màu, cao lương mỹ vậy thiếu đâu vật nào. Lại có dâm chanh dầu tương ớt, suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ bán trăm vàng mùi hương, lao tâm y tổn quyết vàng trường vì con. Công lao mẹ bút son khó tả, tình bao la biển cả khó hơn. Nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành. Vật ăn uống mẹ dành con, sản phẩm do mẹ quá tạo ra, cần đài mạo áo phù quá, ba tiền vật dùng hiện ra ngày. Mẹ chẳng thấy một ai lòng tường, thân y màu xanh ban thưởng khắp nơi, vật chi chẳng xót trên đời, mẫu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ tuần nghi hoàng tạo quá, gió mẫu xanh đi ra địa hòa cầu. Biến thành sao ngã luân hồi, biết bao sáng nghi vật qua màu tốt xinh, kẻ thế đâu rõ tình thân màu. Dầu hoàng thiên khó nổi sánh nên, trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ hào quá quyền trên phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngộ cốc dành quá độ nhân sanh. Cỏ cây tươi tốt hương thanh,
chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết bao tinh vi xương tiết nghi giá băng đài mây gươm tổ phủ dân gặp luồng quang điện biến tan mây liền mưa tuôn xuống trần miền tỏ khắp cô rồng kia ẩn nấp ngàn sông lạnh phần dành chuyện gió đông mẹ truyền quán giỏ hô phong ưng hầu cô rồng kia xứ nào chẳng có ẩn biển sâu làm gió chuyển mây điều gió lạnh mẹ phán bài ơn trơn chiếu triệu giám rầy rẫy đâu muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất mẹ dưỡng nuôi âm chất hoàng khai nhọc nhằn chẳng quản đắng cay điển quy quang huyền diệu đêm ngày dưỡng sanh chốn dương trần con lành tỏ hương bao nhiệm màu mẹ thượng hồng ân tất cả do lệnh màu hoàng công dài chẳng thấy người trần ghi tâm mẹ thương con giả thầm đau thắt chẳng bao giờ nhắm mi mắt nghỉ đâu điện quang níu mẹ rút thâu càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu tan khi ca ngao trở ngang dùng dây thiên địa đành chịu phải ra đôi dương trần như thể bèo trôi cánh trời trống rộng thám mưa sầu nán tay ngoài càng khôn như lai tạm ẩn chư bồ tát tàn lẫn biệt tinh từ vua chúa đến quân y binh sẽ đều tận diệt nhân sinh yêu tàn phương hương dằm tiêu tan tất cả như ở trong lò hỏa bị tiêu muôn loài vạn vật bao nhiêu phải đành chịu cảnh đi hoành hiu
khổ sầu. Mẹ phán truyền cháu cao quý, ai sưu tầm việc lý quang minh, tâm thầm khảo sát chân kinh, thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rằng. Từ tôn chiêu điển lành ban phước, sắc linh phê người được thiện dinh, phi tài quyền diệu cao minh, mẫu tự giáng bút ngọc linh kỳ truyền, nhập vào kẻ tâm hiền sáng suốt, chân khí như ánh đuốc thiên nhiên, mẫu cho phản bóng hoàng nguyên, chân thận đúng y hoạt sức liền chẳng sai. Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tâm, gắn tu tâm hưởng cảnh thượng đài, khai tâm dung chuyển đạo ngay, lý chân thông hiểu chớ rài bỏ qua. Cần quán tưởng sâu xa kinh mẫu, chớ khoe tài nông nổi mà chi, chân kinh lĩnh mẹ chớ bì quần thần nghề dân y võ chẳng ghi lời vàng. Đại từ con mẫu hoàng cao cả, ân đức dài dâm ngã đành sao, tao nhân mặt khách anh hào, nông thương công sợ nở nào lãng ngơ. Không đền đáp tôn thờ cung cảnh, nở vô tâm chẳng nghĩ kinh y mẫu hiền thâm sâu, nghĩa cả thiên liêng đánh lòng bò thi bà chân truyền lời châu, chánh y pháp ở đạo nhiệm màu ai rõ, giả đò như chẳng tỏ ngộ chi, phụ ân từ mẫu diêu trì đỏ đài muôn kiếp chẳng hư thì tái sanh. Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rằng, lão bà hỗn độn quá xanh, thở còn mù mịt trượt thanh chưa tường, thiên địa chia âm dương chân khí, thập nhị muôn niên kỷ gian lâm, tuổi thọ 9600, thời gian sức thế khổ tâm mi nhọc nhằn, muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngài biệt ly diệt độ chẳng ngờ, mẫu hoàng từ giả con thơ, quá thân chớp nhãn phút giờ chia tay.
nơi quyền di biến qua chẳng đời. Truyền canh y châu ngọc bao lời thiết tha, chẳng thấy ai lệ xa nhớ mẹ. Chốn trần gian gợi nỗi nhớ thương, ngữ thuyền lướt sóng trùng dương, nào ai để dạ dấn dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước mong quyết mạch trùng phòng sớm về điện ngọc diêu cung. Con lành cố gắng hiếu trung tu hiền, hội tí sụ khai thiên tịch địa, dạng sự thành hiếu nghĩa di tiên. Chân kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn 180 câu khuyên sanh đời. Tâm thành ghi lại chân kinh để truyền linh ni tử gần xa tu hiền. Chân kinh ni địa mẫu mẹ hiền là công Phật tử dài tâm góp thành. Nguyễn Thị Ngọc 69 tuổi, Quỳnh Thị Quân tuổi 63. Thị đẹp con mẹ họ Quỳnh, Thị nhiều con trẻ họ Lâm góp phần. Nguyễn Hoàng Thanh Mai Thị Tinh, vợ với chồng trên dưới hiệp tâm, gò dấp ở chốn xài thành. Ngày nay công đức ghi kinh lưu truyền, Phan Thị Hồng người ở Hàm Tân, Hà Thị Mỹ Lệ Trần Ngọc Bích ở xứ Cần Thơ. Ngày nay một dạ góp trong gia đình, hội miễu Tây An, Phùng Thị Ngọc Bích, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Lan, Hồ Hoàng Dân, Dương Thị Mỹ Châu, Nguyễn Hữu Phước. Người trần nay đã phát tâm lập mi nên hội yên quê viên, cõi trần lũ kinh địa mẫu chân kinh. Bù lông soạn giả công mi đồng viết nên minh duyên huệ nhận hòa kinh, thì trong linh tử thành thì tâm đạo màu. Cầu linh mẹ diêu trì thượng cảnh, nguyện tam tòa thánh ni mẫu đạo
thấy thầy ở chốn phổ minh, giác linh phù trò hư tử linh an nhàn. Người công quả lập rồi phước đức đổ gia đình trên dưới viên niên, đổ cho chồng vợ thuận yên, đổ cho con dạy ngoan hiền. Từ đây chữ tài phúc lộc mẹ ban sở cầu như ý lời con nguyện cầu. Nam mô vô thượng hư không diêu trì Phật mẫu tác đại chứng minh. Bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 23 với chủ đề Địa mẫu chơn kinh do Hội Miễu Tây A, cô Bảy Long An, cô Chính Cần Thơ cùng nam nữ Phật tử đã phát tâm ấn tống đến đây được thập phần viên mãn. Ngưỡng mong chư tôn thiền đức, chư linh tử, quý thiện tri thức gần xa đón nhận bộ kinh này như một phần quà làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật. Với lời ý thô thiện, không sao tránh khỏi những lỗi lầm sơ sót, rất mong quý thiện tri thức, quý chư tôn đức cùng quý vị linh tử gần xa niệm tình quan hỷ cho. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Tát Đà.